Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lũ quét kinh hoàng, lụt vỡ hàng trăm con đê gây lở đất, nhấn chìm đường sắt sang Lào. Đường sắt ở tỉnh Vân Nam dùng để trả hàng xuất khẩu sang Lào đã bị nhấn chìm bởi đất đá và mưa lũ. Mưa lớn gây lở đất, một đoạn đường sắt ở tỉnh Vân Nam phải ngừng hoạt động. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, công ty đường sắt Côn Minh Trung Quốc cho biết, trận lở đất ập vào ga Lahaji trên tuyến đường sắt Côn Minh, Hà Khẩu vào khoảng 3h20 sáng ngày 17 tháng 7. Bùn đất nhấn chìm một số đoàn tàu đậu tại nhà ga và làm gián đoạn liên lạc đường sắt. Có tất cả 48 nhân viên và hành khách trên chuyến tàu đã bị lũ cuốn trôi, đến nay vẫn đang mất tích. Đồng thời một đoạn đường sắt đã phải ngừng hoạt động. Công ty đang huy động công nhân để sửa chữa đường sắt. Được biết, tuyến đường sắt này là nơi xử lý hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Lào. Hiện nay, các chuyến tàu hàng phải chuyển hướng sang một tuyến đường sắt khổ và tiêu chuẩn khác. Đập Tam Hiệp oằn mình chuẩn bị đón đợt lũ thứ 3. Theo dự báo Bộ Thủy lợi Trung ương Trung Quốc, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ đạt hơn 51.000 mét khối mỗi giây sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Dương từ hồ chứa đập Tam Hiệp xả nước hai lần vào đầu tháng 7 này. Khi cơn bão Cha Ba đổ bộ và kế tiếp đó là cơn bão số 2 đổ bộ Trung Quốc để chuẩn bị đón đợt lũ thứ 3 trong năm nay. Hiện nước lũ đã dâng đến chân pho tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật ở Tứ Xuyên, bức tượng Phật được tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất trên thế giới. Theo Taiwan News, khu vực bị lũ lụt nặng nề nhất là thành phố Nghi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Nghi Sơn gần như đã ngập hoàn toàn trong nước lũ, khiến cho 21.000 người đã bị ảnh hưởng. Các làng mạc, thị trấn và đất đai nông nghiệp dọc sông băng, chi lưu của sông Dương Tử cũng đã bị lũ lụt trên diện rộng. Tam Hiệp nguy hiểm, Tứ Xuyên mưa bão to suốt 72 giờ và hiện tại vẫn đang tiếp diễn. Tính đến tối ngày 17 tháng 7, trận mưa lớn trên khắp tỉnh Tứ Xuyên đã kéo dài suốt 72 giờ và sẽ còn tiếp tục vào sáng ngày mai. Lần đầu tiên trong năm nay, tỉnh Tứ Xuyên đã phát cảnh báo màu đỏ đối với thảm họa lũ ống. Các nhà chức trách cho biết đây là trận mưa kéo dài nhất trên phạm vi rộng nhất và cường độ cao nhất kể từ mùa mưa lũ năm nay. Ở Tứ Xuyên, hơn 100.000 người dân đã bị ảnh hưởng và hầu như tất cả lũ Tứ Xuyên sẽ đổ dồn về con đập Tam Hiệp. Theo truyền thống địa phương, trận mưa lớn đã kéo dài 72 giờ và vẫn sẽ tiếp tục. Sông Thanh Giang, nhánh chính của một số nhánh phụ của sông Hoài Giang và một số lưu vực của sông Văn Giang, sông Đại Giang và sông Gia Lăng có mực nước vượt qua mức cảnh báo. 17 thành phố, huyện và khu vực đã ban bố cảnh báo lũ lụt màu đỏ và vàng. Đường sắt, đường hàng không và đường cao tốc đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Theo báo cáo, lượng mưa lần này trút xuống rất mạnh. Trong vòng 1 giờ lượng mưa ở huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An đạt 156mm và xuất hiện lượng mưa cao thứ hai trong lịch sử lên đến 428,52m. Hơn nữa, quá trình này diễn ra trong thời gian dài suốt 72 giờ qua và sẽ còn tiếp tục. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào ngày 17 tháng 7, tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo đỏ đầu tiên về thảm họa lũ ống trong năm nay. Đoạn Thành Đô và nhiều thành phố khác gần đây liên tục xảy ra những trận mưa xối xả, nước sông vượt mức đảm bảo, lũ đổ thẳng vào thành phố gây ngập nặng. Lũ lụt ảnh hưởng tới hơn 50 triệu dân ở miền Nam Trung Quốc và đang tiến gần ra miền Bắc. Mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc gây ra lũ lụt tràn lan ở sông Trường Giang và sông Hoài Hà. Vào ngày 16 tháng 7, đỉnh lũ số 3 của sông Trường Giang đã tràn vào khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp với tốc độ dòng chảy 60.000 mét khối trên giây. Chính quyền đã xả lũ với lưu lượng chảy 38.000 mét khối trên giây. Đập Vương Gia Bá ở An Huy cũng đã mở cửa xả lũ, đã khiến 200.000 người dân phải bỏ nhà sơ tán. Tính tổng thiệt hại, 27 tỉnh thành phía Nam có hơn 50 triệu người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt. Vào ngày 16 tháng 7, nước ở sông Trường Giang và sông Hoàng Hà đã tiếp tục dâng cao. Đỉnh lũ số 3 của năm 2022 trên sông Trường Giang hình thành ở sông Thượng Lưu, sau khi đi qua Trùng Khánh đã đổ vào đập Tam Hiệp khiến cho tốc độ nước chảy vào từ 38.000 mét khối trên giây lên đến 60.000 mét khối trên giây và lưu lượng xả lũ vẫn giữ ở mức 38.000 mét khối. Sáng qua, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên 162,45m. Người dân ở An Huy, Giang Tô và những nơi khác nằm trong khu vực hạ lưu sông Trường Giang đã buộc phải sơ tán. Hiện tại, mực nước ở trung và hạ lưu sông Trường Giang phía bên dưới Thạch Đầu của tỉnh Hồ Bắc, Hồ Bà Dương và Hồ Động Đình tiếp tục vượt quá mức cảnh báo. Trong đó, Hồ Liên Hoa và Hồ Động Đình Hành Lang Kỳ nằm trên dòng chính của sông Trường Giang đã vượt qua mức đảm bảo. Các khu vực dọc đập Vương Gia Bá của sông Hoài Hà vẫn vượt qua mức cảnh báo. Theo tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, trong những ngày tới mưa sẽ di chuyển về phía Bắc và mưa lớn sẽ gây ra ở các khu vực Hoàng Hà, Bắc Trung Quốc và Đông Bắc. Lũ lụt có thể xảy ra ở các sông Hải Hà, Hoàng Hà và Trung Lưu. Dữ liệu chính thức cho thấy, kể từ khi mùa mưa lượng bắt đầu vào tháng 6 năm 2022,
lũ lụt đã gây thiệt hại tới 54.811 triệu người ở 27 tỉnh thành và khu vực, bao gồm Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc, 158 người thiệt mạng hoặc là mất tích, 3,76 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 41.000 ngôi nhà bị sập, diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng là 5,28 ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 144,43 tỷ nhân dân tệ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp từ lũ lụt năm nay so với mức trung bình cùng kỳ trong 5 năm qua đã tăng 13,8. Tuy nhiên, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn che giấu thông tin về các con số thảm họa, cho nên ngoại giới nghi ngờ rằng số lượng thiệt hại thực tế có thể là cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức. Kính thưa quý khán thính giả và các bạn, sau lũ lụt kinh hoàng ở Giang Tây, Trung Quốc lại đón siêu bão số 2 mạnh nhất thế giới. Thưa quý vị, trong khi Trung Quốc chưa thoát khỏi trận lũ lụt lịch sử ở Giang Tây, thì đất nước này sẽ phải đối mặt với trận siêu bão từ biển Hoa Đông trong những ngày sắp tới. Trận mưa lũ lịch sử tại tỉnh Giang Tây Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 133 người. Trong khi đó, nhiều người bị mắc kẹt trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Nước lũ cũng làm vỡ đê, phá hủy cầu đường và khiến nhiều khu vực bị ngập trong bùn đất. Lũ lụt đã lan đến thành phố Tân Hương, phía bắc tỉnh Giang Tây. Nước sông Vĩ Hà tràn bờ khiến thành phố bị cô lập, trong khi vùng nông thôn vẫn còn ngập trong biển nước. Trong khi đó, cơn bão số 2 được cho là cơn bão lớn nhất thế giới được ghi nhận trong vòng 10 năm trở lại đây. Hiện tại, cơn bão này đang gây ra mưa lớn ở miền đông của Trung Quốc. Các nhà khí tượng dự báo cơn bão này sẽ gây ra lở đất trong những ngày tới, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu người dân. Sau khi đổ bộ, bão có thể sẽ tiếp tục di chuyển tại khu vực phía đông Trung Quốc, gây ra mưa kéo dài. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc thông báo, cơn bão này dự kiến phát triển thành siêu bão. Sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, tính đến sáng nay tâm bão còn cách đất liền tỉnh Chiết Giang Trung Quốc khoảng 650 hải lý. Sức gió tại tâm bão lên đến 42 m. Theo app, các hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy chính quyền Trung Quốc đã cho dựng những cây cầu tạm, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đến hiện tại, 900.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn, theo kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc, CCTV thông báo. Trong khi đó, các cơ quan chức năng đang sơ tán thêm 190.000 người còn lại tại thành phố Nhạc Dương thuộc phủ tỉnh Giang Tây. Nhân viên cứu hỏa đang tiếp tục bơm nước và bùn đất ra khỏi đường hầm nhà để xe, trung tâm mua sắm. Trước đó, nước tràn vào đường hầm đã khiến ít nhất 120 người thiệt mạng và buộc một số hệ thống tàu điện ngầm dừng hoạt động. Gia đình cháu không thể sơ tán kịp thời vì người bà khuyết tật của cháu không thể ra được khỏi nhà. Một bé gái thảm thương 6 tuổi họ Trương nói với đài AFP, cô bé cho biết ngôi nhà của mình đã bị ngập lụt hoàn toàn. Chính quyền của Trung Quốc cho rằng trận lụt ở Giang Tây 2 ngày trước là trận mưa ngàn năm có một. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã trích lại dữ liệu trận mưa khủng khiếp vào tháng 8 năm 1975 để so sánh cho thấy lượng nước của trận mưa này không nhiều và khoảng thời gian cách nhau chưa đầy 50 năm. Ngoài ra, các chuyên gia thủy lợi phân tích, nguyên nhân chính của thảm họa lũ lụt ở Nhạc Dương lần này chủ yếu là do yếu tố con người. Thông tin dữ liệu chỉ ra lượng mưa trung bình hàng năm ở Nhạc Dương là 640,8mm, trong khi những đợt mưa lớn diễn ra liên tục 3 ngày đạt 617,1mm. Tuy nhiên, theo dữ liệu của trận mưa bão vào tháng 8 năm 1975, tỉnh Giang Tây đã có lượng mưa tối đa là 218,1mm mỗi giờ, trong 3 giờ là 494,6mm, trong 6 giờ là 830,1mm, trong 24 giờ là 1060,3mm và trong 72 giờ là 1606,1mm. Trong đó diện tích mưa bao phủ của lượng nước mưa từ 250mm trở lên khoảng 65.000m2. Như vậy, so với trận mưa bão vào tháng 8 năm 1975, số liệu của trận mưa lần này đều nhỏ hơn về con số thống kê. Hiện nay hình ảnh biểu đồ so sánh này đã bị cơ quan chức năng Trung Quốc xóa bỏ khỏi mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, đã có người chụp lại và nhanh chóng chia sẻ trên mạng Weibo. Một số cư dân mạng cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy cơ quan chức năng Trung Quốc liên tục chối bỏ trách nhiệm. Thực tế thảm họa có nguyên nhân do con người gây ra. Chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc, người Đức gốc Hoa cho biết, quan điểm cho rằng trận mưa lớn nhất trong lịch sử là không đúng. Ông cho biết trận mưa lớn nhất ở Trung Quốc xảy ra vào năm 1963, bao phủ tại các khu vực Hàm Đang, Huỳnh Đài và Bảo Đình. Một trận mưa lớn khác đứng thứ hai là ở Chú Bạ Điếm, tỉnh Hà Nam vào năm 1975. Đây là những trận mưa lớn nhất từng được biết đến về thảm họa lũ lụt ở Nhạc Dương lần này. Ông cho rằng yếu tố con người đóng vai trò chính. Chúng ta thường hay đổ lỗi cho ông trời và mẹ thiên nhiên gây ra thảm cảnh mưa bão, lũ lụt, thế nhưng yếu tố con người thì chúng ta lại thường bỏ qua. Do đâu mà biến đổi khí hậu, do đâu mà có những trận mưa xối xả, do đâu mà nước không kịp thoát. Trận lụt này do thiết kế đô thị Nhạc Dương gây ra, họ đã biến Nhạc Dương thành một đô thị nước, với những con sông và vùng đất ngập nước. Do đô thị bao quanh vành đai là sông nước cộng với con kênh chính giữa chuyển nước hướng Nam Bắc, nên khi lũ thượng nguồn đổ xuống thì tất cả sẽ đổ về trung tâm Nhạc Dương.
chuyên gia chỉ ra những thiết kế thoát nước tại Nhạc Dương thấp hơn nhiều so với các chỉ số của các thành phố tại Trung Quốc. Do thực tế Nhạc Dương là vùng có lượng mưa nhiều với lượng mưa trung bình là 600mm mỗi năm, chuyên gia cho biết thêm rằng các hồ chứa có thể được sử dụng để kiểm soát lũ. Nhưng để kiểm soát lũ thì dung tích chứa của nó đặc biệt lớn, trong khi nhiều hồ chứa nước như hồ Thường Trang là đã không đủ tiêu chuẩn, vì trời mưa lớn một chút là nước đã đầy, và khi đầy thì gặp vô vàn nguy hiểm. Lúc đó chính quyền đã ưu tiên bảo vệ sự an toàn của con đập, mà bỏ qua an toàn của người dân bên dưới. Vì vậy, xả nước khẩn cấp gây thảm họa lũ lụt là do con người gây ra. Một nhận định khác từ chuyên gia bảo vệ môi trường là ông Ngô Lập Hồng. Ông cho biết, không hiểu sao lần này họ không có dự báo gì. Trong khi nhiều người cảnh báo trên mạng xã hội thì chính quyền Trung Quốc lại xử lý họ. Cho nên ông kết luận, nguyên nhân thảm họa lần này góp phần nhiều là do con người. Bây giờ các nhà chức trách quy mọi trách nhiệm cho tự nhiên, nói là thiên tai, nhân sắc thì biết sao. Gọi là thảm họa tự nhiên này có những yếu tố do con người. Điển hình như những vấn đề làm việc thất trách, không cảnh báo kịp thời. Đồng thời, ông cũng đề cập đến việc Nhạc Dương đã xây một thành phố bọt biển, nói rằng sau khi mưa đến là nước có thể được hút đi và có thể sử dụng tuần hoàn. Tuy nhiên, sau bao nhiêu đầu tư nhân lực, vật lực, tiền của mà sau trận lũ này vẫn không phát huy được vai trò chống lũ lụt. Vì vậy, cái gọi là thành phố bọt biển của Trung Quốc đã có vấn đề về kỹ năng kiểm soát lũ lụt. Chính quyền của Trung Quốc cứ vẽ ra dự án này, vẽ ra dự án kia để cố gắng vơ vét tiền của người dân mà thôi. Chứ họ có làm được gì đâu, và minh chứng rõ ràng và xác thực nhất đó chính là nhìn vào Trung Quốc hiện tại. Mỗi lần mưa bão ập đến thì người dân là người gánh chịu những thảm họa do ngập lụt gây ra. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình. Thành phố Vinh ngập lụt nặng. Sáng nay mực nước tại Đình Tây, chợ Vinh, nước đã lên thêm khoảng 30cm so với ngày hôm qua. Nhiều tiểu thương buộc phải mang hàng hóa về nhà, các tuyến đường bao quanh chợ cũng bị ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay mực nước tại Đình Tây, chợ Vinh, nơi ngập úng nặng nhất trên địa bàn thành phố Vinh thời điểm này, đã lên thêm khoảng 30cm. Các kiosk tại phía sau Đình Tây chìm trong biển nước, tiểu thương chưa thể trở lại kinh doanh buôn bán. Bà Nguyễn Thị Ninh, tiểu thương chợ Vinh cho biết, tưởng rằng hôm qua ít mưa thì đêm qua nước sẽ rút để chúng tôi có thể mở cửa trở lại. Nhưng không ngờ nước dậy dâng lên cao hơn, lên đến gần 1 mét. Mặc dù đã kê cao hàng hóa, nhưng trước tình hình này chúng tôi phải huy động người mang hàng về thôi, để lại không yên tâm. Được biết, trong ngày hôm qua, thành phố Vinh đã huy động 3 máy bơm có công suất 600m³/giờ để tiêu úng cho khu vực Đình Tây, chợ Vinh. Nhưng theo quan sát của phóng viên, chỉ có 2 máy hoạt động, 1 máy bị hỏng từ hôm qua đến nay, chưa khắc phục được. Do đó, lượng nước bơm ra vẫn còn rất thấp so với lượng nước dồn vào khu vực này. Qua trao đổi, lãnh đạo thành phố Vinh cho biết nguyên nhân khiến Đình Tây, chợ Vinh tiếp tục ngập nặng là do nước ở ngoài sông Vinh đang lên cao vì nước trên thượng nguồn đổ về liên tục, trong khi phía sau Đình Tây lại là vùng trũng nên nước từ các điểm lân cận cũng đổ về đó. Hiện thành phố Vinh đã nắm được tình hình và sẽ tăng cường thêm máy bơm để tiêu úng. Đây là phương án khả dĩ nhất trong thời điểm này. Về lâu dài, thành phố hiện đang chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nâng cấp Đình Tây, chợ Vinh, tiến tới hoàn thiện chợ Vinh trong thời gian sớm nhất. Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Đình Tây, chợ Vinh sáng nay, toàn bộ khu vực phía Tây chợ Vinh vẫn chìm trong biển nước. Mực nước cao hơn ngày hôm qua khoảng 30cm, nước ngập sâu, lực lượng chức năng phải cắm biển cảnh báo chỉ đường cho người dân, phương tiện bị chết máy khi đi qua khu vực Đình Tây, chợ Vinh. Toàn bộ tiểu thương phía sau Đình Tây phải nghỉ kinh doanh những ngày qua do mưa lớn cộng thêm ngập lụt nặng. Các tuyến đường trên địa bàn phường Hồng Sơn bao quanh chợ Vinh cũng ngập nặng. Lo ngại nước dâng lên, nhiều tiểu thương phải huy động người vận chuyển hàng hóa đi bảo quản. Máy bơm tiêu thoát nước cho chợ Vinh từ hôm qua đến nay, nhưng mực nước ngập vẫn không ngừng tăng lên. Lãnh đạo thành phố Vinh chỉ đạo lực lượng sửa chữa máy bơm tiêu úng tại Đình Tây, chợ Vinh và sẵn sàng tăng cường máy nếu nước tiếp tục dâng cao. Yên Thành, nhiều công trình thủy lợi hư hỏng, gần 3.000 hộ dân đang bị cô lập. Hiện có khá nhiều công trình thủy lợi hư hỏng tại các xã phía nam của huyện Yên Thành như Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành. Nhiều làng mạc đang bị cô lập.
hình ảnh phóng viên ghi nhận ở nhiều xã của huyện Yên Thành, hồ chứa Bàn Vàng và Tiến Thành, huyện Yên Thành đã bị vỡ, đập Minh Xuân xóm Minh Phú, xã Đông Thành bị sạt lở thân đập. Một số bờ kênh ở xã Đông Thành cũng đã bị sạt lở. Quốc lộ 7B đoạn qua thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành đang ngập sâu. Người dân xóm Văn Tràng, xã Long Thành phải tự chế bè để tiện cho việc đi lại vì hầu hết các hộ dân ở xóm Văn Tràng ngập sâu trong nước lũ. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Long Thành, toàn xã có 6 xóm bị cô lập, trên 700 hộ dân bị ngập, hầu hết bà con đều chủ động kê đồ đạc, di rời vật nuôi đến nơi an toàn. Bà con vùng rốn lũ Long Thành dùng bè tự chế vận chuyển nhu yếu phẩm vào vùng ngập úng. Bà con xóm Văn Tràng, xã Long Thành cũng đang gấp rút kê lúa tránh ngập úng. Ông Lê Văn Hồng, trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết, địa bàn huyện Yên Thành hiện có 15 công trình thủy lợi bị hư hỏng, chủ yếu là sạt lở hồ chứa và hư hỏng hệ thống kênh mương, đường giao thông. Huyện đang chỉ đạo các xã huy động lực lượng khắc phục tạm thời các điểm ngập úng. Ngoài ra, các xã phía Nam như xã Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành, nước đang ngập, có gần 3.000 hộ dân bị ngập úng, 31 xóm bị cô lập. Huyện chỉ đạo các xã rà soát tiếp tục sơ tán người dân đến nơi an toàn, tiếp ứng nhu yếu phẩm cho bà con. Các hệ thống đường giao thông ngập đều được cử lực lượng cảnh giới. Người dân ở huyện Yên Thành phải dùng bè chuối để lưu thông ở vùng nước ngập. Thành Trường vẫn ngập chìm trong nước. Nước lũ đang tiếp tục dâng cao trên địa bàn vùng hạ huyện Thanh Chương. Trong đó, nhiều xã ngập sâu trong nước, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong sáng qua, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở tiếp tục trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tránh lũ an toàn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ 3 ngày trước, trên địa bàn huyện Thanh Chương xảy ra mưa rất to với lượng mưa trung bình 150-180mm. Một số nơi lượng mưa lên tới 336mm như ở xã Thanh Mỹ và xã Thanh Thủy đã làm ngập lụt nhiều nơi. Sáng qua, trong khi vùng thượng huyện như Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, nước hạ thì vùng hạ huyện như Thanh Tùng, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Xuân, nước lũ lại dâng cao, nhiều người dân phải di chuyển bằng thuyền. Theo ông Nguyễn Khánh Thành, bí thư đảng ủy xã Thanh Xuân cho biết, lũ đợt này đã khiến 63 hộ dân bị ngập nước, 150 hộ dân buộc phải di chuyển đến nơi ở an toàn. Toàn bộ khu vực của xã Thanh Xuân ngập sâu trong nước. Do địa phương chủ động công tác tuyên truyền vận động nên công tác phòng tránh thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn xã Thanh Xuân đến thời điểm sáng qua đều an toàn về người, chỉ có thiệt hại một số vật nuôi của người dân. Nhiều ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã Thanh Xuân bị ngập sâu trong nước. Trong sáng qua, lãnh đạo huyện Thanh Chương đã trực tiếp đến một số hộ dân ở xã Thanh Xuân, Thanh Lâm để nắm bắt tình hình mưa lũ và hỗ trợ người dân đến nơi ở an toàn. Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền ở xóm Phú Lập, xã Thanh Xuân chỉ có hai ông bà già, nên đoàn hỗ trợ gia đình vận chuyển đồ đạc đến vị trí cao giáo, tránh bị ngập nước. Lãnh đạo huyện Thanh Chương động viên và hướng dẫn bà con trong vùng ngập nước chủ động mọi phương án di rời khi cần thiết. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Chương, tính đến sáng qua trên địa bàn huyện đã có 38 xóm bị nước lũ cô lập. Phong Thịnh 2 xóm, Thanh Nho 2 xóm, Hạnh Lâm 4 xóm, Thanh Mỹ 3 xóm, Thanh An 4 xóm, Thanh Chi 2 xóm, Thanh Long 1 xóm, Thanh Hà 5 xóm, Thanh Tùng 5 xóm, Thanh Xuân 2 xóm, Thanh Lâm 3 xóm với tổng 1.319 nhà bị ngập, có 26 nhà bị sạt lở phải di rời. Tại khu vực thị trấn Dùng, nhiều nhà dân vẫn ngập ngang mái. Đây là những hộ dân nằm ven sông thuộc khối 4A của thị trấn. Sáng qua, lực lượng chức năng của thị trấn Dùng giúp các hộ dân ngập sâu di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ông Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương cho biết hiện nay do nước lũ đang ngập sâu, do vậy các địa phương chưa có số liệu thống kê chính xác về thiệt hại tài sản của người dân. Các công trình thủy lợi, cầu cống nhưng sau đợt mưa lũ này chắc chắn thiệt hại là rất lớn. Đáng lo ngại là với tình hình các hồ chứa nước thủy điện đang xả lũ thì tình trạng ngập nước ở Thanh Chương sẽ còn kéo dài nhiều ngày nữa. Để hạn chế thiệt hại cho người dân, cả hệ thống chính trị từ huyện xuống xã tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt tình hình và hướng dẫn người dân phòng tránh rủi ro. Hỗ trợ khẩn cấp những hộ dân bị ngập sâu ở Hoàng Mai. Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hoàng Mai đã tổ chức các đoàn hỗ trợ đến các hộ dân đang bị ngập sâu trong nước lũ. Sau hơn một ngày dầm mình trong nước lũ đến thời điểm hiện tại, rất nhiều hộ dân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai vẫn bị cô lập. Nhằm kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, chiều qua, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Hoàng Mai đã tổ chức các đoàn hỗ trợ khẩn cấp các hộ dân vùng lũ.
Hiện nay khó khăn nhất đối với người dân vùng lũ lụt là vẫn bị chia cắt, nguồn nước sạch và thực phẩm bị thiếu thốn. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Trang cho biết, toàn xã hiện có 7/11 xóm bị ngập, trong đó có 185 hộ bị ngập nặng đã được di dời. Ngoài ra có 100 hộ bị ảnh hưởng, bị nước vào nhà. Hiện tại xã cũng đang theo dõi sát tình hình mưa lũ để kịp thời đối phó với những tình huống bất thường xảy ra. Cập nhật đến 16 giờ chiều nay, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã ngớt mưa, tuy nhiên mực nước tại các khu vực bị ngập sâu vẫn rút rất chậm. Người dân đang lo lắng rằng nếu trong đêm nay và sáng mai trời tiếp tục mưa, kết hợp thủy triều dâng thì nước sẽ có nguy cơ tăng lên. Ông Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai cho biết, để giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, Ban Thường vụ Thị ủy đã giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ cho người dân đang bị cô lập. Tuyệt đối không để người dân bị thiếu ăn trong mưa lũ. Theo cập nhật mới nhất, tình hình lũ lụt trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, đến 16 giờ chiều nay đã có 3.385 hộ bị nước vào nhà, trong đó phường Mai Hùng 1.900 hộ, Quỳnh Thiện 260 hộ, xã Quỳnh Trang 185 hộ, Quỳnh Xuân 115 hộ, Quỳnh Liên 97 hộ, Quỳnh Vinh 558 hộ, Quỳnh Lộc 120 hộ, Quỳnh Phương 150 hộ, có 144 hộ phải sơ tán, trong đó phường Mai Hùng 30 hộ, Quỳnh Thiện 15 hộ, Quỳnh Trang 60 hộ, Quỳnh Vinh 39 hộ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành công điện số 7 CDUBND về việc chủ động ứng phó với bão số 4 và hoàn lưu sau bão. Hiện tại, hồ Vực Mấu chỉ còn xả một cửa nên nước lũ trên địa bàn thị xã Hoàng Mai rút rất nhanh, hiện không còn tình trạng ngập sâu như hôm qua. Do hoàn lưu bão số 4 nên từ 3 ngày qua, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã có mưa to đến rất to. Để đảm bảo an toàn hồ chứa các nước và các vùng thượng lưu, hạ du, trong thời gian này, xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai đã tiến hành xả 3 cửa tràn. Cùng với đó, thủy triều dâng đã gây lũ lụt cho 8/10 phường xã của địa bàn. Qua theo dõi tình hình thời tiết, hôm qua trên địa bàn thị xã Hoàng Mai không có mưa lớn. Bên cạnh đó, nước từ thượng nguồn hồ Vực Mấu đổ về chậm. Vì thế, trong đêm qua và rạng sáng nay, xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai đã giảm dần các cửa xả từ 2 cửa trong ngày hôm qua xuống còn 1 cửa. Nhờ vậy mà nước lũ trên địa bàn đã rút nhanh. Được biết, hồ Vực Mấu xây dựng năm 1978 thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, có diện tích lưu vực 215 km2, dung tích trữ 75 triệu mét khối, dung tích phòng 125 triệu mét khối, cao trình 22,2 mét. Đây được xem là hồ thủy lợi lớn nhất của tỉnh Nghệ An, có nhiệm vụ cấp nước cho 3.600 ha đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân 12 xã phường của thị xã Hoàng Mai. Sau khi nước rút, chính quyền và nhân dân các phường xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã bắt tay vào dọn dẹp cơ sở vật chất và vệ sinh sau lũ. Cơn lũ kéo dài trong 2 ngày vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn thị xã Hoàng Mai bị thiệt hại nặng nề, nhất là tại các phường Quỳnh Phương, Mai Hùng, Quỳnh Xuân và các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang. Hiện tại, sau khi hồ Vực Mấu đóng bớt các cửa xả, chỉ duy trì một cửa xả nên nước trên địa bàn đã cơ bản rút hết. Chỉ còn một số điểm thấp trũng còn bị úng nước. Theo thống kê, bước đầu trận lũ này đã khiến hơn 40 mét đê tràn trịch và hơn 5 mét kênh chính Vực Mấu đoạn khối 15 phường Mai Hùng bị sạt lở và bị vỡ. 359 mét tường bao tại các phường Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Phương và xã Quỳnh Vinh bị đổ. Có một điểm sạt lở trên quốc lộ 48D, một cầu dân sinh tại xã Quỳnh Vinh bị sập và 119 mét đường tại phường Quỳnh Phương bị sạt lở. 5 nhà dân bị sạt lở và sập, ngoài ra còn có 19,4 ha lúa bị ngập, hơn 479 ha rau các loại bị hư hỏng, 461,5 ha ao nuôi thủy sản bị ngập, tràn và hơn 3.000 con gà, vịt bị chết. Ông Nguyễn Bá Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Thiện, nơi có 300 hộ dân bị ngập, trong đó có hơn 100 hộ phải di dời cho biết, hiện tại trên địa bàn phường có một số khu vực thấp vẫn còn bị ngập. Ở những khu vực đã rút nước, chính quyền địa phương huy động tất cả các lực lượng trực tiếp hỗ trợ giúp người dân khắc phục hậu quả. Phường cũng giao lực lượng y tế tổ chức khử khuẩn nguồn nước để cho người dân tạm thời sử dụng, lau dọn nhà cửa sau lũ. Ông Nguyễn Hữu An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoàng Mai cho biết sau khi nước rút, thị xã đã chỉ đạo các địa phương tổ chức thuê máy múc, huy động lực lượng nhân dân vớt bèo, khơi thông dòng chảy, thu dọn, chặt tỉa cây gãy đổ. Những địa phương bị sạt lở đường, kè thì trước mắt phải gia cố tạm thời. Tại trường tiểu học Quỳnh Phương B có 2 phòng học bị tốc mái thì phải nhanh chóng sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường. Bên cạnh đó là triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ sau mưa lụt để người dân sớm ổn định cuộc sống. Yên Bái xảy ra lũ quét, một người mất tích, nhiều nhà dân bị cô lập.
Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn cuốn trôi một cầu gỗ tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, khiến 40 hộ dân trong thôn bị cô lập. Một cháu bé ở huyện Trạm Tấu bị trượt chân rơi xuống suối và mất tích. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rìa phía nam lượn áp cao lục địa kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm qua đến hôm nay, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có mưa vừa, mưa to và dông, làm một người mất tích cuốn trôi một cầu gỗ, làm cô lập 40 hộ dân và gây ra nhiều thiệt hại khác. Theo ông Phạm Quốc Hưng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, vào khoảng 15 giờ ngày hôm qua, cháu Giàng Thị Dở sinh năm 2014, dân tộc Hơ Mông, thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, trên đường đi từ nhà bà ngoại về nhà bị trượt chân rơi xuống suối bị mất tích. Cùng với đó, mưa lớn cuốn trôi một cầu gỗ tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Hiện 40 hộ dân ở thôn Thượng Sơn vẫn bị cô lập, không lưu thông được về trung tâm Ủy ban nhân dân xã. Ngoài ra, mưa to đã làm tuyến đường từ km 16 đi trụ sở Ủy ban nhân dân xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bị sạt ta luy dương hai điểm với khối lượng đất đá khoảng 100 mét khối. Ngay sau khi nhận được thông báo người mất tích, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các cơ quan đơn vị đã xuống cơ sở chỉ đạo xã Bản Mù huy động lực lượng tham gia tìm kiếm với số lượng hơn 300 người. Tuy nhiên, đến nay do dòng suối chảy lớn chưa tìm thấy người mất tích. Riêng 40 hộ dân ở thôn Thượng Sơn bị cô lập tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Phong Dụ Thượng hướng dẫn người dân đi bộ hơn 1 km theo đường mới đang mở để về trung tâm xã khi cần thiết phải mua lương thực, thực phẩm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, cảnh báo mọi người dân tuyệt đối không được lội qua suối để sang trung tâm xã trong lúc mưa lũ còn đang diễn biến phức tạp sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Yên, Trạm Tấu chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. Quảng Ninh mưa lớn, nhiều địa phương ngập lụt. Trong 2 ngày nay, Quảng Ninh mưa to đến rất to khiến nhiều khu dân cư ở các địa phương miền đông của tỉnh bị ngập lụt cục bộ và xuất hiện lũ trên các sông. Đại lộ Hòa Bình của thành phố Móng Cái bị ngập nước cục bộ vào sáng nay khiến các phương tiện giao thông qua khu vực này gặp khó khăn. Nước trên sông biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc dâng cao. Ở huyện Hải Hà, mưa lớn làm ngập sâu nhiều tuyến đường trong khu phố Hải Tân, thị trấn Quảng Hà. Hiện nay, thời tiết vẫn đang có mưa, dự báo sẽ còn có các đợt mưa to kéo dài trong những ngày tới. Huyện Hải Hà đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn chủ động triển khai các phương án phòng chống lụt bão, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn, lập các barrier và nghiêm cấm người dân qua lại các khu ngầm tràn khi đang có lũ. Tuyến đường từ khu đô thị Hải Tân ra khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đang thi công, ảnh hưởng đến việc thoát nước, làm cánh đồng lúa hai bên đường bị ngập. Mưa lớn khiến nước lũ sông Hà Cối dâng cao. Hiện các địa phương của Quảng Ninh đã chủ động đảm bảo các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền tới nhân dân về tình hình mưa lũ, chủ động phòng chống lụt bão trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài. Gần 1.700 hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn bị ngập sâu trong nước. Dù trời đã ngừng mưa, nhưng nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh vẫn bị ngập nặng do nước lũ từ các sông đổ về. Tính tới sáng nay, tình hình ngập lụt tại các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê vẫn đang diễn biến phức tạp với gần 1.700 hộ dân bị ngập. Các huyện bị ngập nặng là Đức Thọ với hơn 1.000 hộ dân, huyện Nghi Xuân có 499 hộ, huyện Hương Sơn có 36 hộ bị ngập, huyện Hương Khê có 6 thôn bị cô lập. Hiện tại nước lũ từ sông La và sông Cả vẫn tiếp tục đổ về. 4/5 xã ngoài đê của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh gần như bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều hộ dân bị nước lũ ngập vào nhà từ 0,5 đến 1,2 mét. Ngoài ra, tại các địa phương vẫn đang có nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn bị ngập nước, gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trong đó, tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân vẫn đang bị ngập đoạn từ km 475+400 tới km 478 với độ sâu từ 50-70cm. Hiện ngành chức năng lắp dựng barrier và cử lực lượng phân luồng giao thông ở phía bắc tại điểm giao đường tránh thị xã Hồng Lĩnh và phía nam tại nút giao quốc lộ 8. Tính đến sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Trạm tỉnh ghi nhận có 2 người ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê bị thương. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng khôi phục hoạt động, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân. Cận cảnh là hình ảnh trường học, nhà cửa ngập nặng do mưa lũ ở Hà Tĩnh. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập nặng, nhiều trường học, đường giao thông đang chìm trong biển nước. Mưa lớn kéo dài cũng đã làm cho đoạn quốc lộ 1A qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khiến phương tiện giao thông không thể qua lại. Đến chiều cùng ngày, đoạn đường này vẫn chưa thể thông tuyến do vẫn còn ngập lụt sâu. Khu vực đồi chè xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, dòng nước lũ bao vây. Một nhà dân ở huyện Đức Thọ bị ngập nặng. Ở huyện Đức Thọ, nhiều xã như Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, Tùng Châu, Liên Minh bị ngập sâu. Một số tuyến đường dân sinh bị ngập từ 20-50cm. Một trường mầm non bị nước lũ bao vây. Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ, thời gian nghỉ học căn cứ vào diễn biến mưa lũ trên địa bàn. Khi thời tiết ổn định an toàn, các trường sẽ tổ chức cho học sinh đến trường trở lại. Nước ngập sâu, người dân phải kê các vật dụng lên cao. Tại huyện Nghi Xuân, nhiều tuyến đường trục chính cũng bị ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập sâu đến 1 mét, giao thông hầu như tê liệt hoàn toàn. Nhà văn hóa xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân chìm trong nước lũ. Ảnh hưởng do mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn ngập sâu nhiều ngày nay. Toàn xã có 20 thôn, đến trưa ngày hôm qua vẫn còn 18 thôn với gần 10.000 dân bị cô lập. Trong đó có những thôn như An Thủy, Châu Lâm, Kim Sơn, Minh Giang ngập sâu từ 3-4 mét. Để công tác phòng chống lụt bão đạt hiệu quả cao nhất, xã Kim Hoa bố trí lực lượng 150 người ở 20 thôn trên địa bàn xã thường xuyên túc trực 24/24 giờ để phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi thấy nước bắt đầu dâng lên, người dân đưa gia súc đi sơ tán lên chỗ cao, đảm bảo an toàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương do kê đồ tránh lũ. Bão vừa qua, người dân Quảng Nam lại gấp rút di dời đồ đạc vì cảnh báo lũ quét cấp độ 2. Mưa lớn cùng với thủy điện trên thượng nguồn Quảng Nam điều tiết xả lũ sau bão Noru đã khiến mực nước trên sông Thu Bồn, sông Hoài dâng cao, nhiều nơi ở phố cổ Hội An chìm vào ngập lụt. Bão Noru càn quét thành phố Hội An, Quảng Nam từ 4 ngày nay, khi người dân đang loay hoay khắc phục hậu quả bão thì song song với đó họ phải di dời đồ đạc lên cao để đối phó với chiều cường lũ quét. Mưa lớn cùng với thủy điện trên thượng nguồn Quảng Nam điều tiết xả lũ sau bão Noru đã khiến mực nước trên sông Thu Bồn, sông Hoài dâng cao, khiến nhiều nơi ở phố cổ Hội An chìm vào ngập lụt. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện tại mực nước trên các sông ở Quảng Nam, thượng nguồn sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và sông Đắk La, tỉnh Kon Tum đang lên nhanh. Chưa kịp dọn dẹp sau bão, người dân phố cổ Hội An lại phải chạy lũ. Mực nước trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua phố cổ Hội An đang đến mức báo động 2. Chiều tối qua, mưa lớn kéo dài mực nước sông Hoài, một nhánh của sông Thu Bồn bắt đầu dâng cao tràn lên 2 tuyến đường chạy dọc ven sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu. Sau bão, mặc dù trời đã ngừng mưa, nhưng mực nước ở sông Thu Bồn vẫn tiếp tục dâng lên và bủa vây nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An như Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai. Bị ngập sâu nhất là đường Bạch Đằng có đoạn ngập hơn 1 mét. Lũ quét vốn dĩ không phải là một hiện tượng xa lạ với thành phố Hội An. Nhiều năm nay, song song với những cơn bão áp thấp nhiệt đới, người dân Hội An vừa phải ứng phó với lũ quét, chiều cường dâng cao, một số hình ảnh đợt ngập lụt sau bão Noru tại phố cổ Hội An hiện tại. Công tác di dời đồ đạc diễn ra trong tích tắc. Dịch vụ ngắm phố cổ bằng xuồng sau bão cũng bất ngờ được ưa chuộng. Được biết, công tác di dời đồ đạc của người dân phố cổ Hội An được thực hiện vỏn vẹn trong một buổi sáng. Đa phần người dân sẽ treo đồ lên cao, thậm chí có tiểu thương còn trưng dụng nóc nhà làm nơi chứa đồ tránh lũ quét. Theo một tiểu thương tại chợ Hội An cho biết, họ thường xuyên gặp lũ nên việc này không quá xa lạ. Một năm chạy lũ ít nhất 2 lần, có năm 4-5 lần. Chuyện này chẳng có gì là lạ. Có năm nay, mực nước lên chậm hơn mọi năm. Theo kinh nghiệm của tôi, mực nước này có thể dâng cao lên đến nóc nhà.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ 4 ngày nay trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và hạ lưu sông Đắk La đã xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7 m, hạ lưu từ 2 đến 3 m, đỉnh lũ trên sông Ngàn Phố tỉnh Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và hạ lưu sông Đắk La lên mức báo động 1, báo động 2. Các sông nhỏ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả Nghệ An, sông Ngàn Sâu Hà Tĩnh lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum, đặc biệt tại các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Quảng Trị, Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Quảng Nam, Tumorong, Con Plong, Đắk Rây, Đắk Tô, Kon Tum. Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng do mưa lũ, 7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà bị ngập trong nước. Kính thưa quý vị khán giả, tính đến hôm nay, mưa lũ tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã khiến 7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong nước và thiệt hại nặng về tài sản. Dự báo khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để sơ tán, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa lũ. Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, hiện nay lũ trên sông Cả Nghệ An, hạ lưu sông La, Hà Tĩnh và mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên, sông Ngàn Sâu, Hà Tĩnh biến đổi chậm. Dự báo trong 13 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông La lên trên báo động 1, sau đó xuống chậm. Cảnh báo ngày hôm nay trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ thượng lưu Mã lên mức báo động 1 và trên báo động 1, hạ lưu sông Mã ở dưới mức báo động 1. Đáng chú ý, trong 2 ngày qua, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300-400mm. Từ hôm nay đến ngày mai ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Riêng Quảng Ninh và Thanh Hóa 100-150mm, có nơi trên 200mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Đề phòng sự cố công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di rời, sơ tán dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng khôi phục hoạt động, bảo đảm đời sống sinh hoạt cho người dân. Mưa lũ đã khiến 7 người chết, hơn 14.000 nhà bị ngập. Tính đến 17 giờ ngày 1 tháng 10, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt khiến 7 người chết, hơn 14.000 nhà bị ngập, trong đó có 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, mưa lũ đã khiến 7 người chết tại Nghệ An, 14.033 nhà bị ngập, trong đó Nghệ An khoảng 17.000 nhà, Hà Tĩnh 1.991 nhà, Thanh Hóa 73 nhà, 26 nhà bị thiệt hại hoàn toàn tại Nghệ An. Về nông nghiệp, khiến 2.407 ha lúa, 9.028 ha hoa màu, 3.803 ha cây công nghiệp và lâu năm bị ngập, 9.053 ha thủy sản bị ảnh hưởng. Về giao thông, có 29 vị trí ngập và 68 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Về chăn nuôi, khiến 1.102 con gia súc, 154.338 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Về giáo dục, 44 điểm trường bị ảnh hưởng. Mưa lũ khiến nhiều gia đình phải chịu cảnh trắng tay chỉ trong một đêm. Người dân làm lụng vất vả, tích góp nhiều năm, nhưng chỉ trong một đêm mưa lũ đã cuốn theo tài sản của nhiều gia đình ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Từ 2 ngày qua, mưa lớn cùng nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An như Quỳnh Lâm, Quỳnh Tam, Ngọc Sơn, Cầu Giáp, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng chìm trong biển nước. Tại xã Quỳnh Lâm, hơn 2.700 hộ bị ảnh hưởng nặng nề do nước lũ dâng cao, nhiều nhà dân bị nước ngập sâu từ 0,4 đến 1,2 mét. Chính quyền địa phương buộc phải đưa người dân di tản đến nơi ở an toàn chờ nước rút.
Nước dâng cao cả mét, người dân xã Quỳnh Lâm phải dùng thuyền để đi lại và vận chuyển đồ đạc. Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài cùng việc thủy điện, hồ thủy lợi xả lũ khiến nước lên nhanh trong đêm. Dù nhiều gia đình đã đề phòng di chuyển đồ lên cao, tuy nhiên vẫn thiệt hại lớn. Vay 100 triệu đầu tư nuôi hơn 600 con gà đẻ trứng, nhưng mưa lũ đổ về khiến gia đình chị Nguyễn Thị Thoa, trú xóm 13, xã Quỳnh Lâm có nguy cơ trắng tay. Chị Thoa cho biết đàn gà đã chết gần 200 con, giờ ngấm nước cứ chết dần chết mòn. Bà Phạm Thị Phúc, sinh năm 1960, trú xóm 22, xã Quỳnh Lâm, đang mong ước lũ sớm rút để phơi lại số lúa đang ngập chìm trong lũ. Theo bà Phúc, hai ngày trước lúc 2 giờ đêm lũ un đổ về, hai vợ chồng cố gắng khiêng lúa lên nơi cao ráo nhưng không kịp. Hàng chục bao tải lúa dưới nhà kho giờ vẫn chìm trong lũ. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 6.811 hộ dân bị ngập nước, trong đó có 678 hộ dân phải di rời. Gần 3.000 hecta ao, hồ thủy sản, hoa màu bị ngập lụt hư hỏng. Trong những ngày qua, chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội cùng các đoàn thiện nguyện đã vào các điểm ngập sâu, hỗ trợ người dân sơ tán, cung cấp nhu yếu phẩm và nước uống. Dù chịu cảnh ngập lụt nhiều ngày qua, nhưng người dân xã Quỳnh Lâm vẫn vui vẻ, lạc quan, mong muốn lũ rút nhanh để sớm ổn định cuộc sống. Đến sáng nay, mặc dù mưa đã ngớt, nhưng ở một số khu vực nước rút chậm gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Một số hộ dân tại xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Bá vẫn đang bị cô lập. Hôm nay, các đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc xã, Ban chỉ huy quân sự tại địa bàn Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã lội nước đẩy thuyền chở lương thực tới các hộ dân bị cô lập sâu trong lũ. Ảnh hưởng của cơn bão số 4, địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, lượng mưa đo được là 367mm. Trong ảnh, nhà dân thuộc khu Đồng Hội, xã Quỳnh Diễn. Ảnh hưởng nặng nhất là các khu dân cư thuộc xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm và thị trấn Cầu Giác. Trong ảnh là ngôi nhà ông Hồ Đức Hoạt. Ông cho biết nước lũ lên nhanh quá nên không kịp di chuyển lúa nên gia đình bị hư hại 5 tạ và bị trôi tất cả vật nuôi. Theo chủ tịch xã Quỳnh Diễn, có 160 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Trước đó, người già và trẻ em buộc phải di chuyển đến nơi ở an toàn. Nước dâng cao, việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Không có thuyền, nhiều thanh niên phải lội bộ. Một gia đình cất kịp thời lương thực lên cao, nhưng vẫn có một số đồ đạc bị chìm trong nước. Anh Vũ Văn Mỹ ở Đồng Hội xóm 2 Quỳnh Diễn cho biết, trước đó nước từ sông dâng lên rất nhanh, gia đình anh thu dọn đồ đạc lên cao không kịp, hầu hết bị ngập nước. Trong sáng nay, đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Diễn trực tiếp đến nhà một số hộ dân ở xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu để hỗ trợ mì tôm và nước uống. Ban chỉ huy quân sự Quỳnh Diễn kéo đồ cứu trợ đi phân phát cho những hộ dân bị cô lập. Tính đến nay, Quỳnh Lưu đã có 5.559 hộ bị ngập, chủ yếu tập trung tại các xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lâm, Quỳnh Yên, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hồng, thị trấn Cầu Giác. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay lũ trên sông Cảm và thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh đang xuống chậm. Hạ lưu sông La đang dao động ở mức báo động 2, mực nước các sông ở Thanh Hóa dao động ở dưới mức báo động 1. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Cảm và các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục xuống chậm. Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Con Cuông, Nam Đàn, Nghệ An, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh. Hôm nay và ngày mai, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ thượng lưu Mã lên mức báo động 1 và trên báo động 1 hạ lưu sông Mã ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hà Tĩnh đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Ngập lịch sử ở Nghệ An, bình thường hay bất thường? Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, Nghệ An ghi nhận có khoảng 17.000 nhà dân bị ngập do mưa lũ. Những năm gần đây, tình trạng ngập lụt xảy ra ngày một mạnh hơn, thiệt hại lớn hơn. Đáng nói là có những vùng sơn địa thì nay cũng ngập triền miên. Lũ kinh hoàng nhất là từ khi mô đến trừ. Chưa từng thấy, nước dâng lên nhanh xuống chậm. Mực nước sâu năm 2011 đạt kỷ lục, năm nay kỷ lục hơn, nước lũ lên không kịp trở tay, mất mát lớn về vật nuôi gia cầm. Mưa với cường độ mạnh kéo dài dẫn đến ngập lụt, quy luật là vậy. Nhưng vì sao mấy năm gần đây lũ tràn về xứ Nghệ với cường độ mạnh và liên tiếp như vậy? Ông Lê Văn Thế, người dân huyện Quỳnh Lưu vẫn còn nhớ rõ trận lũ lịch sử năm 2021. Khi so sánh với trận lũ năm nay ngập rất nhanh, lũ rất nhanh. Do hạ nguồn dòng chảy tiêu chậm, thậm chí phía hạ lưu nước dâng lên, các
cống âm dòng chảy hạn chế. Đáng nói hơn, chỉ sau một ngày, số nhà bị ngập ở Nghệ An đã tăng gấp 2,5 lần, từ 8.000 nhà lên 17.000 nhà dân. Nhiều nơi ngập sâu và bán kính vùng ngập cũng trở nên rộng lớn. Đặt vấn đề vì sao có sự tăng đột biến này trong khi lượng mưa ở Nghệ An đã giảm, đại diện ngành chức năng tỉnh Nghệ An cho rằng nước ở thượng nguồn đổ về, cùng với đó là 8 nhà máy thủy điện và 2 hồ thủy lợi ở thượng nguồn sông Lam, sông Hiếu xả lũ, dẫn đến nhiều vùng hạ lưu như huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai đã bị ngập nặng hơn. Ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cho rằng nước ở thượng nguồn đổ về trong khi chiều cường phía hạ du đẩy lên, đây là hiện tượng hiếm gặp. Khó khăn lớn nhất là lượng nước ngập lụt tiêu thoát chậm do thượng lưu đổ về lớn. Lượng mưa ghi nhận hơn 600mm, cùng với đó là chiều cường ở biển dâng làm nước tiêu thoát chậm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ là bình thường, nhưng mưa giảm lũ vẫn dâng cao là điều cần phải quan tâm. Chưa kể ở Nghệ An hai năm nay, nhiều vùng vốn được xem là sơn địa vẫn ngập như thường. Đó là rốn lũ Quỳnh Lâm ở Quỳnh Lưu và hơn nữa là huyện miền núi Thanh Chương, vùng đất vốn dĩ nghe đến lũ lụt thì lạ lẫm lắm. Vậy mà mấy năm gần đây, người dân dần quen với cuộc sống chạy lũ, sống chung với lũ. Xây dựng thủy điện, rừng bị tác động, hai dòng chảy thay đổi, tắc dòng. Đều có lý do nói về nguyên nhân gây lụt ở những huyện vùng cao như Thanh Chương. Dẫn chứng là thủy điện Bản Vẽ được xây dựng tái định cư người dân vùng ảnh hưởng, khiến Thanh Chương mất đi nhiều diện tích rừng. Ông Trịnh Huy Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương cho rằng những năm gần đây mưa nước đổ về rất nhanh. Đơn giản là do rừng bị giảm diện tích rừng đầu nguồn. Vùng trên này trước đây làm gì có lũ lớn thế này. Cùng với đó mưa to, các nhà máy thủy điện xả lũ đúng quy trình làm cho mức nước tăng cao tăng nhanh. Bây giờ thời tiết cực đoan, có những thời điểm mưa liên tục 300-400mm, địa bàn miền núi dốc, xung quanh núi bao bọc, mưa đổ xuống rất nguy hiểm. Quảng Nam, một người dân bị nước cuốn trôi khi vượt qua sông Bùng. Kính thưa quý vị, vào sáng nay, Thượng tá Lê Huy Bảy, đồn trưởng đồn biên phòng Lại Ê, đồn biên phòng Quảng Nam cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm một người dân tỉnh Lai Châu bị nước cuốn trôi khi cố vượt qua sông Bùng. Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày hôm qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn xã Lai Ê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, khu vực sông Bung, tổ tuần tra của đồn biên phòng Lai Ê phát hiện 3 người có ý định vượt qua sông Bung phía hạ lưu đập thủy điện sông Bung 2 khi thủy điện sông Bung 2 đang xả lũ. Khi tổ tuần tra tiếp cận, số người này trình báo đi cùng còn có một người tên Phá A Thành, 25 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xã Giao San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cố vượt qua sông Bung trước và đã bị nước cuốn trôi từ lúc 14 giờ cùng ngày. Nhóm người này đã tổ chức tìm kiếm dọc sông Bung khoảng hơn 1 km nhưng vẫn chưa tìm thấy và ngồi đợi tại vị trí cũ cho đến khi tổ tuần tra của đồn biên phòng Lai Ê phát hiện. Hiện đồn biên phòng Lai Ê đang phối hợp tổ chức lực lượng tìm kiếm và thông báo cho bà con nhân dân dọc sông Bung biết tham gia cứu hộ cứu nạn. Thưa quý vị, qua công tác kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó ở Nghệ An ngày hôm nay, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai do ông Trần Công Tuyên, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đê điều làm trưởng đoàn, đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục cung cấp hỗ trợ về nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân khu vực bị ngập sâu, cô lập. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão Noru, những ngày qua khu vực Trung Bộ đã có mưa rất to gây ngập lụt ở một số địa phương, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An. Tại địa phương này, mưa lũ đã làm 7 người chết, 20 nhà thiệt hại trên 70%, 121 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, 1.120 hộ dân phải di rời, hơn 17.489 nhà dân bị ngập. Hiện nước đang rút chậm. Theo thống kê, gần 10.000 hecta lúa hoa màu và hơn 2.200 hecta cây công nghiệp ăn quả bị ngập úng hư hại. Ngoài ra, có 411 con gia súc, 82.999 con gia cầm bị chết cuốn trôi. Về cơ sở vật chất, có 119 điểm trường bị ảnh hưởng, 4 phòng học bị tốc mái, hơn 8 km kênh mương, 21 đập loại nhỏ, 77 cầu cống bị hư hỏng. Mưa lớn sạt lở đất là 103 cầu cống bị hư hỏng, 39 vị trí bị ngập, 71 vị trí bị sạt lở. Hôm nay, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác ứng phó tại tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra cho thấy chính quyền địa phương và người dân vùng ngập lụt đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, nhất là triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở phối hợp với các tổ hội để hỗ trợ nhân dân.
Đoàn công tác nhận định hiện nay cơ bản mưa đã giảm nhưng tốc độ nước rút còn chậm nên tình hình lũ ngập lụt còn kéo dài trong những ngày tới. Vì vậy, ông Trần Công Tuyên đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương cần tập trung hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó với lũ lụt, trong đó lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, tránh chủ quan đi qua các ngầm tràn, ngập sâu, nước chảy xiết, đánh bắt cá, vớt củi trên sông, đảm bảo an toàn khi cấp điện trở lại, tránh các tai nạn đáng tiếc về người như một số trường hợp đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đồng thời tiếp tục cung cấp hỗ trợ về nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống cho người dân khu vực bị ngập sâu, cô lập, sẵn sàng triển khai công tác khắc phục hậu quả sau khi nước rút, dọn dẹp nhà cửa, công trình trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường, khử trùng, diệt khuẩn, tránh phát sinh dịch bệnh. Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ gửi về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ theo quy định. Về lâu dài, cần rà soát hệ thống tiêu và đề xuất giải pháp để hạn chế, giảm thiểu tình trạng ngập lụt khi xảy ra mưa lớn. Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên với thân nhân anh Nguyễn Văn Ái và chị Nguyễn Thị Lan tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã thiệt mạng khi đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi. Bộ đội biên phòng bám địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão. Quý vị thân mến, trong những ngày qua, hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn, ngập lụt, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã bám nắm địa bàn, kịp thời giúp nhân dân khu vực biên giới khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống. Tại Nghệ An, ghi nhận một nhà dân bị sập, hai nhà dân tại xã Phúc Anh, huyện Anh Sơn bị sạt lở đất đá. Mưa lớn làm sạt lở 780 mét khối đất đá, gây ách tắc giao thông đường tỉnh lộ 46 và đường liên xã. Huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn ngập lụt 4 cầu tràn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. 413 người dân ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông và xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn bị ngập lụt. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hỏng 637 hectare hoa màu và hơn 59 hectare nuôi trồng thủy sản của ngư dân thị xã Hoàng Mai và xã Quỳnh Thuận, cháy hai trạm điện của bản Tân Hương, Tùng Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến doanh trại của các đơn vị, trong đó khu tăng gia sản xuất của tiểu đoàn huấn luyện cơ động Hải đội 2, bộ đội biên phòng Nghệ An bị ngập úng, 20 mét tường rào của đồn biên phòng Quỳnh Phương bị sập, 300 mét ống dẫn nước sinh hoạt của đồn biên phòng Phúc Sơn bị cuốn trôi. Bộ đội biên phòng Nghệ An đã điều động 500 lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, di dời 43 hộ dân ở khu vực ngập lụt nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, từ 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 200-470mm. Mưa lớn đã làm mực nước trên các kênh tiêu tăng lên và lúc 20 giờ ngày hôm qua đã xảy ra sự cố vỡ bờ kênh tiêu Hoàng Cần, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên với chiều dài 7m. Sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên, Chi cục Thủy lợi và các đơn vị có liên quan huy động 350 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, thức trắng đêm để gia cố bờ kênh. Lực lượng chức năng đã sử dụng 80 giọ đá hộc và hàng ngàn bao tải đất để thực hiện hàn khẩu bờ kênh. Hiện nay sự cố đã được khắc phục, đảm bảo tiêu thoát lũ. Tại Kon Tum, đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập lụt thôn Đắc Ác, xã Đắc Long, huyện Đắc Lây. 266 hộ dân trên 1.178 nhân khẩu bị ảnh hưởng đến sinh hoạt. Bộ đội biên phòng Kon Tum điều 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với địa phương di dời 9 hộ trên 45 người bị ngập nặng đến nơi an toàn. Liên quan đến việc giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão nhằm sớm khôi phục hoạt động sản xuất, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng điều 157 lượt cán bộ chiến sĩ trên 7 ô tô phối hợp với địa phương dọn vệ sinh, hỗ trợ đưa 200 phương tiện của ngư dân xuống bến, đưa 30 người dân tránh trú bão tại đơn vị trở về nhà. Tân Kỳ kiểm tra ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều địa phương trong huyện, ngày hôm nay lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình ngập lụt và trao nhu yếu phẩm cho bà con các xã Kỳ Tân, Tân Long, Nghĩa Hoàn, Hương Sơn bị cô lập do nước lũ dâng cao.
Đêm qua, mưa to cộng với nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, khiến mực nước sông Con Cuông tại huyện Tân Kỳ dâng cao làm ngập thêm hàng trăm ngôi nhà vùng ven sông. Quốc lộ 48E đoạn từ ngã ba Diễn Nam xã Kỳ Tân đi xã Tân Long bị ngập sâu trong nước khiến cho giao thông bị cắt đứt hoàn toàn. Theo tổng hợp, Tân Kỳ có 1.326 nhà dân bị ngập. Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Kỳ và chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỗ trợ di rời hơn 300 hộ dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn. Trong ảnh, xã Kỳ Tân di rời tài sản cho người dân bị ngập lũ. Đến 9 giờ sáng nay, toàn huyện có 1.326 hộ dân bị ngập nước, ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Tân Kỳ là hơn 57 tỷ đồng. Các xã Tân Long, Kỳ Tân, Nghĩa Dũng, Hương Sơn có nhiều xóm bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an đã di rời người dân khỏi vùng ngập lũ Hương Sơn. Huyện Tân Kỳ đã triển khai khẩn trương các công tác cứu hộ cho bà con bị cô lập do nước lũ dâng cao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã xuất quỹ cứu trợ mua 530 thùng mì tôm và 470 thùng nước uống để chuyển tới bà con vùng ngập lũ. Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã đi kiểm tra và trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng ngập lũ. Đồng chí Phan Văn Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ cùng các đồng chí trong đoàn trao 70 thùng mì tôm và 70 két nước cho các hộ dân xã Hương Sơn bị ngập. Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trao quà cho trẻ em vùng ngập lũ Hương Sơn. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sự cố công trình thủy điện nhiều nơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Tính đến ngày hôm nay, mưa lũ tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã khiến 7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong nước và thiệt hại nặng về tài sản. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, hiện nay lũ trên sông Cả, Nghệ An, hạ lưu sông La, Hà Tĩnh và mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên, sông Ngàn Sâu, Hà Tĩnh biến đổi chậm. Dự báo lũ hạ lưu sông Cả sẽ tiếp tục xuống chậm, hạ lưu sông La lên trên báo động 1, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hà Tĩnh, đề phòng sự cố công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di rời, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Trước tình trạng mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi đến trưa ngày nay, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt vận hành 40 trạm bơm để tiêu thoát lũ. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu vận hành 22 trạm bơm gồm các trạm Xóm Mới, Tượng Văn, Trường Trung, Bến Mắm, Trường Minh, Trung Thành, Quần 41, Tế Thắng, Tế Lợi, Nông Cống, Hang Châu, Ngọc Thức, Xuân Thọ, Dân Quyền, Đô Trình, Triệu Sơn, Mạn Nứa, Đồng Sáp, Hón Sâm, Thạch Thành, Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Đồng Ngâu, Thọ Xuân, Đông Thịnh, Đông Tân, Đông Yên, Đông Sơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bắc Sông Mã cũng vận hành 18 trạm bơm tiêu gồm Hà Yên 1, Hà Yên 2, Đô Mỹ, Hà Tiến 2, Hà Tiến 1, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Hà Bắc, Cống Đá, Xuân Áng, Đông Trung, Hà Hải, Hà Ngọc, Hà Trung, Đoài Thôn, Tam Đa, Phú Dương, thị xã Bỉm Sơn, Nga Thắng, Nga Vịnh, Nga Sơn. Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên khu vực Thanh Hóa, ngày và đêm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa trong 24 giờ phổ biến từ 30 đến 60mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm. Đến trưa cùng ngày, mực nước trên các sông biến đổi chậm và còn ở dưới mức báo động 1. Riêng mực nước sông Yên tại trạm Thủy Văn Chuối đã đạt đỉnh lúc 19 giờ ngày hôm qua, dưới mức báo động 3 là 7cm. Mực nước các sông lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay cụ thể như sau. Sông Yên tại trạm Thủy Văn Chuối 3,22m, dưới báo động 3 là 0,28m, báo động 3,5m. Sông Bưởi tại trạm Thủy Văn Kim Tân 9,5m, dưới mức báo động 1 là 0,5m, báo động 10m. Sông Cầu Chảy tại trạm Thủy Văn Xuân Vinh 7,73, dưới mức báo động 0,27m, báo động 8m. Mưa diện rộng kéo dài gây hệ lụy nhiều nơi. Hình thái nhiễu động gió mùa trên cao kết hợp ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã gây đợt mưa diện rộng kéo dài gần một tuần trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo các bản tin dự báo, đến 2 ngày tới trên địa bàn tỉnh mới chấm dứt đợt mưa. Đến nay, nhiều địa phương đã xuất hiện những thiệt hại, tình trạng ngập lụt làm đảo lộn cuộc sống người dân. Chiều muộn ngày hôm qua, sân và ngõ của gia đình bà Lê Thị Nếp ở thôn Trung Hải, xã Hoàng Thanh, Hoàng Hóa vẫn còn ngập đến nửa ống chân.
toàn bộ khu bếp và vườn phía sau khu nhà vẫn còn ngập sâu trong nước. Nằm sát phía nam của khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, nhưng nhiều hộ dân trong thôn cũng không thoát được cảnh ngập úng sau đợt mưa lớn. Tại thôn Quang Trung cùng xã, suốt 3 ngày qua, 8 nhân khẩu của gia đình ông Lê Văn Đờn vẫn phải lội bì bõm qua sân và khu ngõ ngập nước để ra vào nhà. Khu vườn trũng với nhiều rác cộng với chất thải chăn nuôi khiến nước trở nên ô nhiễm. Nói về sự bất tiện, ông Đờn chia sẻ, dòng nước khá bẩn, tôi phải dùng ủng để lội qua. Tình trạng ngập úng cũng khiến cuộc sống của cả gia đình những ngày qua bị đảo lộn và xuất hiện nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Tình trạng ngập úng cục bộ còn diễn ra ở nhiều điểm dân cư trên địa bàn, nhiều địa phương của tỉnh, nhất là các huyện ven biển và gần các sông Yên và sông Thị Long. Tại huyện Như Thanh, trong ngày hôm qua, 8 hộ dân được các xã Thanh Tân, Xuân Thái và Thanh Kỳ vẫn phải sơ tán để tránh tình trạng ngập lụt nguy hiểm. Huyện Như Xuân có 7 hộ nằm trong diện ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất nguy hiểm, trong đó một hộ của xã Thanh Quân vẫn phải đi sơ tán. 18 hộ dân xã Thành Công của huyện miền núi Thạch Thành cũng bị ngập do đợt mưa lớn. Huyện Nông Cống bị ngập lụt nặng nhất trong đợt mưa bão lần này, bởi đến chiều qua toàn bộ thôn Kén, xã Tượng Sơn vẫn bị bao quanh bởi những cánh đồng nước trắng băng. Ở các địa phương khác trong huyện, đến chiều cùng ngày, xã Tế Nông còn 4 hộ, xã Vạn Thiện 10 hộ, xã Minh Nghĩa 1 hộ và xã Thăng Bình còn 22 hộ vẫn ngập nước ngang và trên nền nhà. Lượng mưa không quá lớn nhưng kéo dài nhiều ngày khiến khu vực miền núi của tỉnh thiệt hại nhiều diện tích cây trồng, vật nuôi và các công trình. Huyện Như Thanh có 11 con lợn, 450 con gà bị chết do ngập nước, hơn 24 hecta lúa hoa màu bị hư hại và ảnh hưởng nặng tới năng suất. Khoảng 30 mét kênh mương nội đồng ở xã Yên Thọ, 400 mét đường giao thông nội thôn và 50 mét kè đường ở xã Yên Lạc bị hư hỏng. Tại xã Vân An, Ngọc Lặc, hơn 2 hecta lúa bị ngập, nhiều diện tích ngô bị gãy đổ. Ngoài tình trạng ngập lụt và sạt lở nhẹ các công trình giao thông và thủy lợi, huyện Thường Xuân có gần 6 hecta lúa ở xã Luận Khê bị ngập ảnh hưởng năng suất. Tại huyện Như Xuân, đợt mưa lớn đã làm 2 ngôi nhà đơn sơ bị sập và hỏng mái, hơn 10 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, gần 9,5 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, khoảng 50 mét khối đường giao thông từ thị trấn đi xã Tân Bình bị sạt lở. Thạch Thành là địa phương có nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ với 670 con gia cầm ở xã Thành Minh bị chết, hơn 3,1 hecta nuôi trồng thủy sản ở thị trấn Kim Tân và xã Thành Tân bị ngập. Nhiều loại cây trồng của huyện bị ngập úng ảnh hưởng hoặc hư hại, trong đó có 85,5 hecta mía, hơn 112 hecta lúa, 6,2 hecta ngô và 8,2 hecta các loại cây trồng khác bị ngập nặng bởi mực nước sông Thị Long và sông Yên qua địa bàn đồng loạt dâng cao bất thường. Huyện Nông Cống có gần 46 hecta lúa tại các xã Tế Nông, Tế Lợi, Vạn Thiện, Trường Sơn, Tượng Sơn và thị trấn Nông Cống. Cùng với đó, nhiều xã trong huyện bị ảnh hưởng diện tích rau màu như các xã Tế Nông 5 hecta, Minh Khôi 6 hecta, Vạn Thiện 7 hecta, Vạn Hòa 2,5 hecta, Vạn Thắng 31 hecta, Thăng Long 3 hecta, Thăng Thọ 4 hecta, Thăng Bình 0,77 hecta, Công Liêm 72,6 hecta, Trường Trung 27 hecta, Trường Sơn 3 hecta, Tượng Văn 20 hecta, Tượng Lĩnh 4,5 hecta và thị trấn Nông Cống 11 hecta. Gần 8 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các xã Tế Lợi, Vạn Thiện, Trường Giang, Tượng Lĩnh, thị trấn Nông Cống bị ngập tràn cuốn trôi thủy sản. Thị xã Nghi Sơn cũng có 35 hecta lúa bị ngập làm ảnh hưởng năng suất, trong đó phường Ninh Hải 30 hecta, xã Tùng Lâm 5 hecta, huyện Thọ Xuân có 19,5 hecta hoa màu ở xã Trường Xuân bị ngập úng, hư hại. 1 hecta ngô ở xã Phú Xuân bị ảnh hưởng. Huyện Hà Trung có hơn 70 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn, 20 hecta dưa chuột bị ngập úng. Trên các tuyến giao thông xuất hiện 3 vị trí sạt ta luy âm với tổng chiều dài 26m trên đường tỉnh 521D và 530B. Trên ta luy dương, các tuyến đường tỉnh cũng xuất hiện 14 vị trí sạt lở thuộc đường tỉnh 520C 5 vị trí, 520D 5 vị trí, đường tuần tra biên giới 4 vị trí với tổng khối lượng sạt khoảng 700 mét khối. Với công trình thủy lợi đê điều, cống bồng thôn trên đê tả sông Mã thuộc xã Minh Tân Vĩnh Lộc bị hư hỏng, kéo theo sạt 56 mét mái kênh dẫn hạ lưu phía sông.
Trước tình trạng thiệt hại và diễn biến của đợt mưa vẫn còn phức tạp, đầu giờ chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công điện số 11 yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các công ty khai thác công trình thủy lợi, công ty điện lực Thanh Hóa, chủ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả đợt mưa bão. Xe máy, ô tô, trâu, bò xếp hàng dài trên đê tránh lũ. Mặc dù nước lũ tại một số địa phương đã rút dần nhưng ở những địa phương vùng hạ du huyện Hưng Nguyên, nước vẫn đang dâng cao, bà con phải đưa gia súc, phương tiện lên đê Tả Lam để tránh ngập lụt. Thời điểm này đi dọc tuyến đê Tả Lam chạy theo các xã Hưng Lợi, Châu Nhân, Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên không khó để bắt gặp hàng dài ô tô, xe máy, gia súc, thực phẩm được xếp đầy trên đê. Nguyên nhân là do những địa phương này có những khu vực nằm hoàn toàn ngoài đê đang ngập nặng, do đó phương tiện gia súc phải mang lên đê tránh trú bảo quản. Có mặt tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên sáng qua, phóng viên ghi nhận mực nước tại các xóm 1, 2 và 5 của xã đều trên 1 mét, có nơi ngập sâu 1,5 mét, cao hơn ngày hôm trước. Bà con hoàn toàn bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. Dọc tuyến đê Tả Lam trên địa bàn xã Hưng Lợi có hàng trăm xe máy, ô tô, gia súc, gia cầm chất thành hàng dài trên đê để tránh lũ. Toàn bộ gia súc của người dân vùng ngập lụt xã Hưng Lợi đều được đưa lên đê Tả Lam. Bà Nguyễn Thị Mùi ở xã Hưng Lợi cho biết nước lũ dâng cao quá, nhà thì ẩm thấp nên phải di rời ở đến nhà con gái phía bên trong đê để đảm bảo an toàn. Còn trâu bò thì đưa lên đê cả. Gia đình thay nhau lội về nhà để hốt rơm cho trâu bò ăn hai ngày nay. Anh Nguyễn Văn Nam ở xã Hưng Lợi chia sẻ thêm là dân vùng lũ nên chúng tôi đã quen thuộc với việc đưa tài sản xe cộ vật nuôi để lên đê chạy lũ. Ô tô của tôi cũng đã nằm trên đê hai đêm rồi không thể đưa về nhà vì trong làng ngập băng. Để tránh mưa gió tôi phải căng bạt để đảm bảo cho xe của mình. Ông Phan Hữu Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Lợi cho biết nước trên thượng nguồn đổ về liên tục những ngày qua khiến các xóm ngoài đê như xóm 1, 2 và xóm 5 với 580 hộ, hơn 1.300 nhân khẩu bị chia cắt hoàn toàn. Mặc dù vậy, nắm được tình hình lụt nặng nên bà con đã chủ động đưa xe cộ, gia súc, tài sản lên đê để tránh lũ. Đây là truyền thống của người dân địa phương mỗi mùa mưa lũ về. Một số hộ còn làm chuồng cho trâu, bò tránh lũ trong nhiều ngày. Mặc dù vậy, việc để tài sản trên đê nhiều đêm, đặc biệt là ô tô, xe máy sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trộm cắp xe máy. Do đó, địa phương vừa khuyên cáo người dân chủ động khóa xe, đồng thời cắt cử các lực lượng dân quân tự vệ đi tuần mỗi đêm để đảm bảo an toàn tài sản cho bà con nhân dân, ông Đạo nhấn mạnh. Còn tại xã Châu Nhân, vùng ngập lụt nặng nhất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên trong sáng qua, nước vẫn dâng cao hơn khoảng 40cm so với ngày hôm trước, gây ngập cầu đi vào xã Hưng Nhân cũ, khiến toàn bộ khu vực này bị cô lập hoàn toàn, bị chia cắt 1.100 hộ dân, hơn 5.000 nhân khẩu. Nhiều phương tiện của người dân không thể di chuyển được, buộc phải nhờ lực lượng chức năng vận chuyển hoặc phải đưa lên đê để bảo quản. Ông Phan Đình Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Nhân cho biết, do quanh năm sống chung với lũ nên nhiều bà con đã tự xây các cồn tự cứu, được hỗ trợ xây dựng nhà chòi. Đến mùa mưa bão, người dân mang gia súc tài sản lên chòi tránh lũ nên đã không còn phụ thuộc quá nhiều vào việc đưa lên đê tránh lũ như trước kia. Mặc dù vậy, một số hộ dân chưa có cồn tự cứu và bị ngập sâu vì họ vẫn chủ động đưa gia súc phương tiện lên đê để đảm bảo an toàn. Theo báo cáo của huyện Hưng Nguyên, hoàn lưu bão số 4 đã khiến 15 ha lúa hè thu bị ngập xã Hưng Tây, hơn 100 ha rau màu, cây ăn quả, nhà màng bị thiệt hại hoàn toàn, 104 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, toàn huyện có gần 3.000 hộ dân bị ngập nặng ở 37 xóm. Hiện nước vẫn đang ở mức cao tại các xã trọng điểm như Châu Nhân, Hưng Lợi, Xuân Lam, Hưng Trung và chưa có dấu hiệu rút. 4 xã thuộc huyện Tây Giang, Quảng Nam bị cô lập do sạt lở đất. Chiều qua, Thượng tá Trần Minh Tấn, chính trị viên đồn biên phòng An Nông, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận tuyến đường DT-606 qua địa bàn huyện Tây Giang bị sạt lở đất, khiến 4 xã vùng cao biên giới với khoảng 6.000 người bị cô lập. Theo Thượng tá Trần Minh Tấn, đã có hàng trăm mét khối đất đá và cây rừng tràn xuống mặt đường DT-606, đoạn qua xã Lăng, huyện Tây Giang. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã đưa xe cơ giới nhân lực đến để dọn dẹp, nhưng chưa thể triển khai vì nguy cơ sạt lở vẫn còn. Do mưa liên tục những ngày qua, ta luy dương tại đây có một vết nứt rất lớn, nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào.
Đây là con đường độc đạo nối trung tâm huyện Tây Giang đi 4 xã vùng cao gồm Trihi, Asan, Gari, Chợ Ôm. Được biết, mặc dù bị cô lập nhưng nhờ sự chủ động triển khai phương châm 4 tại chỗ trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền, nên lương thực thực phẩm có thể bảo đảm đầy đủ cho người dân khoảng 1 tháng. Cùng với đó, các trường học bán trú trên địa bàn đã có sẵn lượng gạo dự trữ để đảm bảo cho nhu cầu của học sinh. Hiện lực lượng vũ trang huyện Tây Giang và cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn đã sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất, đảm bảo giao thông thông suốt.